Xin chào anh em, xin chào các bác. Lại có một mẫu ly cổ lên sóng giới thiệu anh em. Chơi vào loa cổ hoặc loa toàn giải hết ý luôn. Con âm ly này rất nhỏ xinh, rất nhỏ xinh. Anh em nào để trong phòng ngủ hoặc là kệ, thích sự đơn giản, sự gọn nhẹ, đây là một sự lựa chọn cực kỳ tốt. Bởi vì rất ít khi có một mẫu âm ly nhỏ mỏng như thế này mà lại có đầy đủ các tính năng cơ bản. Nó chỉ mỏng chứ không nhỏ anh em nhé. Nó chỉ mỏng. Bề ngang thì nó vẫn tầm 43-44 đấy. Còn chiều cao nó tầm 8cm. Chiều sâu nó cũng phải tầm 30. Đầy đủ các tính năng. Đó là bát chép, lao lớt, cân loa, không thiếu thứ gì. Hàng bãi zin tuyệt đối cho anh em. Và giá của em nó là 2 triệu Chio, hay còn gọi là Kenwood. Mã là KA60. KA60 Minh Audio ở Đông Hà Nội. Và cửa hàng đang ghép vào một đôi loa cổ của Anh Quốc Bát 30. Nhẹ nhàng nó luôn. Anh em chơi loa toàn giải, loa cổ. Đây là mặt sau của sản phẩm. 75W, 100V, sản xuất tại Nhật. Đánh một đôi loa, các đường vào âm thanh rất nhiều. Đó. Nhỏ xinh xắn. Nội thất đẹp, dịp tuyệt đối cho các bác. Thường thì âm ly nó sẽ dày, như những con mỏng như này thì nó thuộc loại hiếm luôn. Với anh em nghe to rõ hơn. Rất cổ điển, đúng xoay. Lao lớn. Đường vào tín hiệu. Đầy đủ phono. Áo ích, tuner. Nghe tiếng mưa rớt bên thềm. Âm ly cổ thì âm thanh là trong vắt. Con này chạy 4 sò thang. Sầu dâng bốn nhón thợ tìm. Nắp tre đẹp. 2 triệu đồng. Giờ sáng xuôi biết đâu tìm một người đi, một người chút, nhớ sẽ mở cái nắp ra. Rét mướt bờ vơ, mưa vẫn rơi, vẫn rơi đều. Đây là bên trong của em nó sò thang. Hồn nghe trong rất to anh em nhá, tận nhiệt. Bốn sò, nguồn tung đầy đủ, thiết kế rõ ràng, sạch sẽ. Bảy năm quá, 100V. Các bác nghe nhạc lời, nhạc cổ thì thường sẽ không cần dùng lao lớt, bởi vì nó sẽ mất đi sự ngọt ngào của tiếng hát. Khi nghe nhạc cổ thì anh em sẽ chủ yếu là lời, nhiều lời, ngọt ngào. Đêm gió xít qua mình, mưa bút lạnh tàn. Tình luyến quanh anh trao bình yên.
cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.